Lần đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ từ miền Nam ra miền Bắc. Hôm nay em sẽ lên cho anh em tổng cộng là cũng là 9 con máy. Hàng này là hàng xây xây lớn, máy lớn cho anh em cậu cá. Anh em nào mua máy các em vui lòng chốt cộng số thứ tự máy cộng số điện thoại nha. Em không thôi gọi trực tiếp với em có để số điện thoại trên clip, Zalo cũng là số điện thoại đó luôn. Rồi cảm ơn anh em, để em vô cụ thể cho anh em xem. Đây đây máy số 1. Máy số 1 là một con Daiwa lông cát chạy bằng mặt bạn à, con này xây tầm 8.000, tức 8 được 150 m, xây 8.000, máy rất là bự nha anh em. Đây máy cứ ok, con lăn ok, con lăn này là lăn mặt sứ, lăn chống mòn. Đây, hoạt động ok nha anh em, nó bự quá cầm nó rung. Và cộng ok. Đây quay ngược quay tới ok. Đó. Bên ok. Đấy cứ ok. Giá công khai máy này luôn. Đây, một con Daiwa nông cát nha anh em, chạy hai mặt đạn. Hàng này của Taiwan. Hàng Daiwa. Giá công khai cho anh em luôn máy này. Xây 8.900 7.000 8.000, giá 350k. Máy số 1 350k nha anh em. Tiếp theo là máy số 2. Đây một con Ryobi carbon. Đây để carbon, nó carbon. Đây máy này thì em chưa vệ sinh nha anh em. Máy còn đóng một ít bụi, ngoại hình thì tầm ok. Ngoại hình máy này nhìn ok. Đây hàng này hàng của Nhật. Máy của nước nào sản xuất cái nói của nước đó. Nó hoạt động im mượn là thấy không? Đó. Nó thấy không? Rồi này bật còn im mượt, khỏi nói ra khỏi bàn này đó. Quay nhẹ thôi nó này, mua bên sóng đây viết vô nó bên sóng để em xây cước con này á, xây con này tầm 6.000 6.000 7.000, đặt loại im mượt nha anh em, còn thăng carbon máy rất là nhẹ, giá công khai 350k. Máy số 2 350k. Đây tiếp theo là máy số 3. Máy số 3 của em lên cho mọi người là một con Daiwa Nova, hàng hàng nội địa Nhật, nội nội kim loại, hoạt động ok nha anh em. Đó. Nói chung là loại hoạt động ok. Một bên sóng nội kim loại, xe này tầm 7.000, giá công khai luôn 320k. Máy số 3 320k. Đây, tiếp theo lên cho mình máy số 4. Cặp máy số 4 là cặp máy giống nhau à, để em sửa camera lại cho nó cân đối đó ok. Đây một con máy số 4, một con Daiwa hàng nội địa Nhật, đang Daiwa Sport 5.000 hàng nội địa Nhật, cốt là hỗ trợ cốt trợ lực nằm ở trong anh em. Đây anh em dặn qua ốp là đây, mua bên kia đây rất là im, nên em dặn cái này qua ốp là nó lấy nồi nó ra đó. Đây hoạt động này nó em mở dạng này, anh xây con này tầm 10.000 12.000 anh em. Dạng này anh em đánh ba sa, đánh bông lau vô tư, đánh biển này cạo bao luôn, bao cảo luôn. Đây hoạt động này nó rất là mượt, con này hỗ trợ cốt cho lực nha anh em. Để dặn nó qua coi cho anh em coi à, không có móng tay nữa à, để lại đi đó, bao mượt nha anh em. Ở bên sóng hàng nội địa Nhật, tay quay ok, mọi mọi thứ hoạt động ok hết, giá này 450k nha anh em. Đây con này con thứ thứ năm vẫn còn đây, ba spot 5.000. Đây vẫn là con Daiwa Sport 5.000. Đây đó ngoại hình xếp sát theo thời gian, một bên là một bên sống, vẫn là cái nút bấm anh em, nút này anh em dặn qua off là lấy cái nồi ra, lấy ra luôn, dặn qua on nó thì không lấy ra được. Bên này em cắt móc tay em dặn không được, đây dặn được rồi nè. Đây đó, cốp hỗ trợ cốp cho lực nằm trong đây đó.
vô lại nè, đó dẫn qua on, đó lấy không được. Đây tay tay quay, đây tay quay full kim loại anh em đó. Nói chung là dạng này, mấy dạng này hoạt động ok, không rung lắm. Đấy, quay ngược ok nè, nó quay tới ok nè. Xây con này tầm 10-12 ngàn nha anh em. Máy rất là bự, 10 pin 6. Giá này khoảng là 450k. Máy số 7 đâu lòng, máy số số 5 450k. Rồi, tiếp theo của mình là một con máy số 5 đúng không? Máy số 6. Đây, máy số 6 là một con Daiwa GS. Daiwa GS 5000, xây con này tầm, xây con này tầm 10.000, 9.000, 10.000. Động ok. Dạng con này mà còn mới á, ken luôn á, tầm 1 triệu ngoài. Đây, con này hỗ trợ cốt trợ lực, không phải là cốt bóng đó mà cốt dặn. Đây, cốt rất là to nha anh em, xây tầm 10.000. Bao cho anh em cảo cá luôn á, nó thiệt luôn á. Mấy cái dòng này bao cảo, bao nại luôn. Đó, cốt đó này nó. Đây ngược nè, nó em cua thấy không, người tới nè đó. Giá công khai luôn con này, giá công khai con này luôn, giá công khai 360k đó, anh em vào lấy giúp em 360k đó. Máy số 6 nha anh em. Tiếp theo là con máy số 7. Lại rồi. À, tiếp theo là máy số 7. Đây. Máy số 7 của mình lên là một con Daiwa Long Cát, Daiwa Green. Hàng này anh em săn nhiều lắm nè. Hàng này có thể lua, tại quay rất là nhẹ tay. Đây qua người em GN 4500, xây tương đương với là xây xây tương đương với là xây 7000, 6000, 7000 Shimano. Lấy cước ok. Hàng này hàng của Korea. Mượt quá trời mượt anh em ơi. Thiệt, con này mượt nữa không? Em một bên sống nha, dặn nha. Đó, một bên số nè. Đó. Mượt nè, đó, mượt khỏi nói luôn. Đó, con này rất là mượt, con này anh em có thể đánh lục được, cầm rất là nhẹ tay, đánh lục, đánh biển, cảo cá, bao cảo, đánh tra cũng được, mượt được chơi, quay nhẹ thôi, quay ngược, quay tới, lui được nè, không, mượt lắm mượt, đó, giá công khai luôn, 420k, 420k anh em, máy số 7, đó. Tiếp theo là hai con máy cuối, hai máy số 8 và số 9. Đây, hai máy số 8 và số 9 là con Ryobi 4000GL. Đó, bị sống. Đó, quay rất là nhẹ anh em. Hàng này chân chu rồi, hàng này hàng nội địa Nhật. Đó, xây nó là, xây này xây 7000. Này cứ ok. Đó, hoạt động chân chu nha. Đó. Một bên sóng tem đầy đủ. Số 8 350k. Đây con này cũng vậy. Đó, hoạt động ok, một bên sóng nha. Chiếc vô nè. Đó. Đó, hoạt động ok. Bên người ok nè, nó về tới ok nè, nó. Đây. Con này vẫn là chung xây với con đó nha anh em. Xây tương đương với xây là 7.000-8.000, giá khoảng là 350k. Đó. Anh em nào chốt á, chốt còn mã số không thôi gọi tiền trực tiếp giúp em nha. Rồi, cảm ơn anh em. Clip này em lên cho anh em chỉnh máy thôi. Máy này là máy bự.